Và sau đây là trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếng trống, một trong những âm thanh không thể thiếu được trong môn võ cổ truyền cũng như môn vật cổ truyền, vật dân tộc. Trên màn hình các bạn là vận động viên tới từ Bình Phước. Trên màn hình các bạn là Nguyễn Văn Đức Nghĩa, Bình Phước, ở hạng cân 65 kg, chuẩn bị thượng đài. Mời vận động viên Nguyễn Văn Đức Nghĩa đơn vị Bình Phước góc phải đỏ thượng đài. Trên mình các bạn là trọng tài điều khiển trận đấu này, một gương mặt rất quen thuộc, vị trọng tài mà trong những ngày vừa qua chúng tôi đã nhiều lần nhắc đến. Xin lỗi các bạn. Huấn luyện viên của Bình Phước nhìn hao hao giống như gã đô Nguyễn Bá Sơn các bạn ạ. Nhìn hao hao như đồ vật Nguyễn Bá Sơn, vật cổ điển nam ở hạng cân 78 kg. Và tại giải vô địch quốc gia vừa rồi thì Nguyễn Bá Sơn chơi ở hạng cân 82 kg các bạn ạ. Gã đô trong làng vật Việt Nam nhìn rất là giống gã đô Nguyễn Bá Sơn các bạn ạ. Và trận thi đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay đã chính thức diễn ra. Trận thi đấu ở hạng cân 65 kg giữa Nguyễn Văn Đức Nghĩa Bình Phước gặp Lê Anh Vũ Tây Ninh, nội dung đối kháng nam. Sáng ngày hôm nay thì các bạn đã được theo dõi rất nhiều những đòn đá, những cú phang trụ rất nặng như búa tạ các bạn. Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi mới có dịp theo dõi những đòn phang trụ, một trong những đòn đánh rất nổi tiếng của Muay Thái và MMA. Ngày hôm qua thì chúng tôi không có dịp được theo dõi nhiều những đòn phang trụ, nhưng sáng ngày hôm nay thì các vận động viên đã thực hiện rất nhiều những đòn đánh này. Chiều ngày hôm nay là có chung kết đây. Trên mình các bạn là những hình ảnh tại giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 32 năm 2023, được phát trực tiếp trên kênh YouTube Thể thao Giải trí từ nhà thi đấu Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định. Nhà thi đấu nằm ngay trong khuôn viên sân vận động Thiên Trường, một trong những biểu tượng của Nam Định. Đây là trận thi đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, với đòn nổ giáp vừa rồi thì có lẽ là sẽ ghi được 2 điểm, bởi vì đó là một đòn chân. Ở môn võ cổ truyền, những đòn chân sẽ ghi được 2 điểm, đòn tay 1 điểm. Và những đòn đánh ngã đối thủ xuống thảm thì sẽ ghi được 3 điểm. Ấy à? Chào tất cả các anh em đang theo dõi buổi live stream của chúng tôi nhé. Chào anh Chu Bá Tuấn, một trong những gương mặt quen thuộc của kênh Thể thao Giải trí. Anh Chu Bá Tuấn là phụ huynh của đô vật rất nổi tiếng Chu Bá Quang Hoàng, quân đội.
một vị phụ huynh luôn đồng hành với cậu con trai, chú Bá Quang Hoàng, ở tất cả các giải đấu. Có sự góp mặt của cậu con trai, chú Bá Quang Hoàng. Ui giời. Này, các bạn thấy huấn luyện viên của Giáp Đỏ có giống Gã Đô Nguyễn Bá Sơn vật cổ điển không ạ? Rất giống luôn các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem các trọng tài sẽ cho điểm ra sao về hiệp 1 vừa qua của trận đấu này. Bạn đang theo dõi hiệp 2 trận đấu này, trận đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày 23 tháng 10 năm 2023 hôm nay. Trận đấu hạng 65 kg. Úi giời. Đây là trận thi đấu hạng cân 65 kg. Trận đầu tiên Đức Nghĩa Bình Phước Giáp Đỏ gặp Lê Anh Vũ Tây Ninh Giáp Xanh. Ngoài đây, ngoài Bắc đang không khí lạnh, bạn Tuyết Mai nhé. Bạn Tuyết Mai có thèm một chút xe lạnh của miền Bắc thì anh em chúng tôi sẽ gửi vô trong Nam cho Tuyết Mai và các khán giả đang theo dõi trên kênh Thể thao Giải trí. Hiện
đang sinh sống ở miền Nam xa xôi. Ngoài Bắc thì không khí lạnh đang tràn về, tiết trời đang se lạnh và chúng tôi đã phải mặc áo khoác. Một lần nữa, ban tổ chức tôi xin được gửi lời mời tới đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên trưởng của đơn vị Hà Nội. Đằng đây, các vận động viên cũng phải mặc áo khoác rồi đây các bạn nhé. Mọi người ngoài Bắc đây đang phải mặc áo khoác hết cả rồi. Và ngoài này đang se lạnh và hơi có mưa phùn các bạn ạ. Đang có mưa phùn và se lạnh bởi vì có một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc trong khoảng 3 đến 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ 2. Có lẽ hôm qua là nó tràn về đến Hà Nội, và hôm nay về đến Nam Định rồi các bạn. Và chung cuộc Sắc Đỏ đã giành chiến thắng. Chúc mừng Nguyễn Văn Đức Nghĩa Bình Phước đã giành chiến thắng. Và đây là kết quả trận đấu của đội tuyển Nguyễn Văn Đức Nghĩa đơn vị Bình Phước Sắc Đỏ thắng cuộc. Chúc mừng Đức Nghĩa. Ban tổ chức xin được gửi lời mời tới đồng chí trưởng đoàn huấn luyện viên trưởng của đơn vị Hà Nội về gặp ban tổ chức. Xin được mời đồng chí huấn luyện viên trưởng của đơn vị Hà Nội. Các khán giả thì ngồi hết phía bên này các bạn nhé. Các khán giả đến cổ vũ khá là đông nhưng mà ngồi hết phía bên này. Còn phía đối diện là khán đài B. Nối đi nó không được tiện cho lắm cho nên là khán giả ít ngồi bên đó, chủ yếu ngồi hết bên khán đài A, nơi mà chúng tôi đang đặt máy ghi hình trực tiếp. Sau đây sẽ là trận thi đấu ở hạng cân 56kg nữ. Dương Thị Ngọc Anh Thái Nguyên gặp Hoàng Thị Thu Hiền Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn cái đài này thì lại khiến chúng tôi nhớ về những cái khoảnh khắc thời gian tác nghiệp môn Kun Bunkathor, rồi môn Kun Khmer, hay là những trận đấu boxing tại SEA Games 32 vừa qua bên đất bạn Campuchia diễn ra hồi tháng 5. Những hình ảnh này lại gợi lại cho chúng tôi những kỷ niệm về khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian mà chúng tôi đã có dịp tác nghiệp trực tiếp, ghi hình, bắt chọn những khoảnh khắc của các vận động viên tại kỳ SEA Games 32 vừa qua. Trên màn hình các bạn là các vận động viên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Những bạn vận động viên đã phải di chuyển rất xa ra với Nam Định để tham gia giải đấu này, giải vô địch quốc gia, giải đấu cấp cao nhất trong năm ở môn võ cổ truyền tại Việt Nam. Ban tổ chức đang hội ý. Và trận đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra sau đây khoảng 1-2 phút đồng hồ nữa thôi. Ngày hôm qua và ngày hôm nay, kênh thể thao giải trí đã tường thuật trực tiếp các trận thi đấu phục vụ các bạn đón xem. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu thêm, nếu các bạn yêu mến môn vật, đặc biệt là các trận thi đấu vật nữ với sự góp mặt của các ái nữ làng vật, những bóng hồng, những hot girl, những cô gái hết sức nóng bỏng, quyến rũ,
thì hãy vào kênh thể thao giải trí của chúng tôi để xem lại tất cả các trận đấu vật cổ điển, vật tự do tại giải vô địch quốc gia diễn ra vào tuần trước tại nhà thi đấu Tam Đảo Vĩnh Phúc. Giải đấu quy tụ đầy đủ các gương mặt anh tài, giành rất nhiều huy chương vàng SEA Games cũng góp mặt, và có cả các đô vật vừa trở về từ ASEAN 19 kỳ đại hội thể thao châu Á diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc cách đây khoảng chục ngày cũng tham gia góp mặt tranh tài. Nếu các bạn yêu mến các trận đấu vật thì hãy vào kênh thể thao giải trí, chọn mục sự kiện phát trực tiếp để đón xem tất cả các trận đấu vừa qua đã được ghi hình và đăng tải trên kênh của chúng tôi. Áo xanh dương là Bắc Giang à? Vâng, Bắc Giang cứ như là từ điển võ nhỉ, từ điển sống võ nhỉ, cái gì biết về võ. Nhiều anh em hỏi là Tuyết Mai đã lấy chồng chưa nhá. Rất nhiều các anh em có tò mò và có hỏi tôi là không biết Tuyết Mai đã có người yêu chưa, và gu của Tuyết Mai là gì. Nhiều anh em có hỏi mà chúng tôi không biết trả lời như nào. Tuyết Mai ạ. Vâng, đồng phục xanh kia là các vận động viên An Giang các bạn nhé. Xanh blue này là An Giang này. Còn đây là đồng phục của Thành phố Hồ Chí Minh này các bạn này. Và trận đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Trận đấu thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay đã chính thức diễn ra. Vẫn như mọi khi các anh em theo dõi trong lúc giải lao thì hãy dành ra một giây bấm một cái like động viên anh em chúng tôi đang tác nghiệp ghi hình trực tiếp phục vụ các bạn theo dõi ngay tại nhà mà không phải vất vả di chuyển quãng đường rất xa tốn kém mới có thể xem được. Cũng giống như môn vật cổ truyền, không thể thiếu được những màn xe đài các bạn. Xe đài trong môn võ cổ truyền thì diễn ra ngắn, chứ còn nếu mà xe đài trong môn vật cổ truyền thì rất đẹp và rất lâu các bạn nhé. Xe đài trong vật cổ truyền, vật dân tộc rất đẹp và rất lâu. Các bạn theo dõi các trận võ thì có dịp được đón nghe thêm các thông tin của các trận đấu vật, bởi vì kênh thể thao giải trí là một kênh chuyên tường thuật trực tiếp các trận đấu vật tại Việt Nam, là một kênh chuyên biệt về các trận đấu vật nói riêng và các trận đấu võ nói chung. Bởi vì môn vật cũng coi là một môn võ các bạn, gọi là võ vật. Cho nên theo dõi đôi khi chúng tôi có truyền tải thêm về nội dung vật cổ điển, vật tự do, vật dân tộc, vật cổ truyền. Vật cổ truyền này, vật dân tộc này, vật truyền thống thì là một các bạn nhé. Ba tên gọi đó nghe khác nhau nhưng mà cùng để gọi về môn vật dân tộc các bạn, hay còn gọi là vật cổ truyền, vật truyền thống. Ba tên gọi thì đều là một các bạn nhé, đều là một nội dung. Oh!
kinh này chọc nhá. Liên tiếp là những cú chọc và những đòn đá. Hết thì đấu tiếp. Ở trận đấu tiếp theo, hàng sân 65 kg vận động viên Bùi Văn Kha sẽ tham gia các vận động viên Nguyễn Trọng Hồng Hoàng với tuyển viên đầu tốt tại đây. Trong lúc giải lao, các bạn hãy dành ra một giây bấm một cái like động viên tinh thần chúng tôi được không ạ? Hôm nay là ngày thứ hai mà kênh thể thao giải trí đã tác nghiệp để phục vụ các bạn. Hiệp 1 đỏ thắng các bạn nhé. Một võ cổ truyền Việt Nam dùng để chỉ về những hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam, được người Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù. Với những kỹ pháp võ thuật này, người Việt Nam đã dựng nước, mở mang và bảo vệ đất nước trong suốt quá trình lịch sử. Mời các bạn theo dõi hiệp đấu thứ hai của trận đấu này. Trận đấu trên mình các bạn là trận thi đấu của Dương Thị Ngọc Anh Thái Nguyên giáp xanh giáp đỏ gặp Hoàng Thị Thu Hiền Thành phố Hồ Chí Minh giáp xanh. Trận thi đấu hạng cân 56 kg đối kháng nữ. Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai tại giải vô địch võ cổ truyền quốc gia năm 2023. Hiệp 1 đỏ thắng nhé. Hiệp 1 Ngọc Anh của Thái Nguyên giành chiến thắng trước Thu Hiền của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyết Mai vẫn chưa chia sẻ cho chúng tôi và các anh em được biết đâu nhá. Nãy chúng tôi có hỏi là Tuyết Mai đã có người yêu chưa? Bởi vì nhiều anh em có hỏi câu này quá, cho nên là chúng tôi có chia sẻ lên sóng live stream trực tiếp và vẫn chưa thấy Tuyết Mai trả lời nhá. Úi dồi, một cú đá vòng rất chính xác các bạn ạ. Với đòn đá vừa rồi thì chắc chắn là vận động viên đỏ đã ghi được 2 điểm. Chung cuộc, Dương Thị Ngọc Anh, Thái Nguyên đã giành chiến thắng. Chúc mừng. Kết quả trận đấu, vận động viên Dương Thị Ngọc Anh, Thái Nguyên, góc phải đỏ thắng cuộc.
Ở trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu số 35 nặng cân 65 kg của nam, vận động viên Bùi Văn Khang đơn vị An Giang Sóc Trăng đỏ, vận động viên Nguyễn Trọng Hồng Hoàng đơn vị Lâm Đồng Sóc Trăng xanh. Mời trọng tài và thứ trưởng trọng tài nhận nhiệm vụ tổ giám định gồm có số 1 Nghiệp Quân, số 2 Đăng Văn, số 3 Ngọc Vượng, số 4 Ngọc Minh và số 5 Ngọc Đức. Mời các bạn tiếp tục theo dõi trận đấu thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay ở hạng cân 65 kg đối kháng nam giữa Bùi Văn Khang An Giang gặp Nguyễn Trọng Hồng Hoàng Lâm Đồng. An Giang tại giải đấu này thì có sự góp mặt của rất đông các vận động viên ở các hạng cân. Và An Giang cũng là quê hương của Tuyết Mai, một trong những tượng đài võ thuật của Việt Nam. Tuyết Mai 15 lần vô địch quốc gia võ cổ truyền, vô địch SEA Games ở các nội dung Kun Bunkator, SEA Games 32 vừa qua, Muay Thái cũng huy chương vàng và Kickboxing cũng huy chương vàng. Cô gái rất tài năng, rất đa tài, không phải ở một nội dung mà là ở ba nội dung. Chào Lê Thị Cẩm Ly nhé. An Giang cố lên, Khang Bùi cố lên. Khang Bùi có nghe thấy những tiếng cổ động, những tiếng cổ vũ của các fan hâm mộ, của các khán giả hay không? Khang Bùi cố lên, An Giang cố lên. Cho tôi hỏi Lê Thị Cẩm Ly có phải là một người con của An Giang không nhỉ? Tuyết Mai thì chính xác rồi, nhưng còn Lê Thị Cẩm Ly thì sao đây? Bởi vì Lê Thị Cẩm Ly cũng đang cổ vũ cho Khang Bùi, Bùi Khang. Cẩm Ly hãy chia sẻ mình có phải là một cô gái tới từ An Giang, miền Tây Nam Bộ không? Tháng 9 vừa rồi và tháng 9 năm ngoái thì tôi có dịp vào tác nghiệp tại giải đấu bò Chùa Rô, Châu Đốc, An Giang. Chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của các cô gái miền Tây, các cô gái nằm bên bờ sông Tiền, sông Hậu, má đỏ hay hay, rất xinh đẹp các bạn ạ. Gái miền Tây thì xinh có tiếng rồi, gạo trắng nước trong. Miền Tây, miền gái đẹp. À, bạn gái của Văn Khang, ái chà. Thì ra là Cẩm Ly là bạn gái của Văn Khang à. Đấy. Thế mà lên đây không khẳng định chủ quyền nhỉ? Này Cẩm Ly à, lên đây là phải khẳng định chủ quyền nhá. Bởi vì chúng tôi có dịp tường thuật trực tiếp rất nhiều các trận đấu của các vận động viên nam nhá. Và thường nhá, là các chị em lên khẳng định chủ quyền luôn. Em là vợ, em là bà xã, em là người yêu của vận động viên này, của vận động viên kia nhá. Lên khẳng định chủ quyền luôn. Bởi vì vừa đẹp trai lại vừa có tài, sảnh ra là mất ngay. Cho nên là các chị em phải lên khẳng định chủ quyền ngay, không là mất đấy. Đã đẹp trai lại còn có tài nữa.
Cảm ơn thông tin của Tuyết Mai nhé. Tuyết Mai vừa là tượng đài làng võ, không những thế còn là tượng đài sống của môn võ luôn. Như là một kim từ điển về võ vậy. Không chỉ võ mà còn có cả đời tư của võ nữa. Cũng nắm được luôn. Kinh thật. Gớm thật. Hết trận đấu nhé. Để chuẩn bị trận đấu tiếp theo. Trận đấu hạng 56 kg của nữ vận động viên Phạm Thị Thu Hà đã bị quảng ngã áo đỏ. Và vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thúy của Hà Nội rất là xanh. Mời tổ vận động viên lên chuẩn bị là nhiệm vụ. Trọng tài đài Phạm Thị Thúy, vận động viên Cha Cha, vận động viên Thanh Tài, vận động viên Đức Thành, vận động viên Văn Tiến, vận động viên Văn Họ. Vâng. 55.000 anh em cũng chào bạn Hùng Công nhá. Hùng Công hay là Hùng Cộng đây, hay là bạn Hưng đây. Các bạn để không giấu cho nên chúng tôi cũng không biết gọi như nào. Còn đây nhá. Nickname của bạn gái Văn Khang đây, Bùi Văn Khang. An Giang đang đấu với Nguyễn Trọng Hồng Hoàng Lâm Đồng, hạng 65 kg. Vâng, Cẩm Ly cũng là một cô gái miền Tây má đỏ hay hay nhá. Cô gái tới từ miền biên giới An Giang, nơi giáp danh với mảnh đất Campuchia. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ngay đầu những giây đầu hiệp 2, liên tiếp là những pha chọc, những cú chọc vào mặt của Bùi Văn Khang các bạn ạ. Nhưng ngay sau đó thì Văn Khang đáp trả cũng bằng những cú đạp, những cú đạp thẳng vào ngực của Hồng Hoàng Lâm Đồng. Văn Khang cũng không phải là một tay vừa các bạn ạ. Vừa rồi Văn Khang tung một cú vòng. Vâng, một cú chọc chính xác của Văn Khang. Bây giờ thời buổi công nghệ, ví dụ như ngồi tận biên giới An Giang cũng có thể theo dõi được những hình ảnh trực tiếp người yêu của mình thi đấu. Ví dụ như bạn Cẩm Ly, bạn gái của Bùi Văn Khang đang thi đấu giáp đài đỏ. Giáp đỏ trên mình các bạn. Ngồi ngay tại mảnh đất vùng biên An Giang cũng có thể theo dõi trực tiếp người yêu của mình thi đấu. Mà không cần phải đáp chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines mới có thể xem được người yêu thi đấu. Một cú chọc rất chính xác của Bùi Văn Khang. Theo dõi live stream này thì có rất nhiều các khán giả là những vận động viên và những người hâm mộ, bạn bè tới từ mảnh đất An Giang. Trận này khá hấp dẫn các bạn ạ. Hai vận động viên thi đấu rất tích cực, cống hiến. Đây là trận thi đấu thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay ở hạng cân 65 kg, đối kháng nam Văn Khang An Giang gặp Hồng Hoàng Lâm Đồng. Tuyết Mai vẫn chưa trả lời các anh em đâu nhá. Tuyết Mai vờ như không nghe thấy hay là không nghe thấy thật đây. Mà vẫn chưa trả lời 55.000 anh em đâu nhá. Các anh em đang hỏi là Tuyết Mai đã có người yêu chưa.
Người yêu ở đây thì là gì cũng được mà, có sao đâu. Là gì cũng được, không vấn đề gì hết. Thậm chí kể cả là nữ cũng không sao cả. Bởi vì nam còn thích nam, huống chi là nữ thích nữ. Hiệp 2 xanh thắng các bạn nhé. Vậy là hai vận viên sẽ chung cuộc ra sao đây? Vậy là Lâm Đồng chiến thắng rồi. Rất tiếc cho Cẩm Ly, người yêu của Văn Khang. Thôi thì chúng tôi sẽ gửi hình ảnh của người yêu Cẩm Ly để động viên Cẩm Ly vậy. Nhưng mà không vấn đề gì, thể thao có thắng có thua, có vinh có bại, không vấn đề gì hết. Hãy tiếp tục tập luyện và chiến đấu, cống hiến. Có lịch thi đấu nhé. YouTube thể thao giải trí. Không phải, giang này phát lại thôi, còn mình thể thao giải trí là đang phát trực tiếp. Trang đấy là cái bạn ngồi ở dưới cái quay kìa. Hôm qua tôi có nhìn thấy bạn ấy ngồi dưới, bạn ấy quay xong bạn phát lại. Hôm nay không thấy ngồi đây nữa, nhưng mà hôm qua ngồi ngay đây. Vâng, thắng không kiêu, bại không nản. Tiếp tục tập luyện, chiến đấu, cống hiến. Có lịch thi đấu bạn Đỗ Phủ Bằng Long nhá. Giải lao trận đấu này chúng tôi sẽ gửi các bạn xem lịch thi đấu. Vâng, đây có luôn này. Đây lịch thi đấu đây. Lịch thi đấu chiều ngày hôm nay đây nhá. Các bạn có thể tua lại để xem cho nó chính xác. Các bạn muốn xem lịch thi đấu thì tua lại một chút, chúng tôi vừa chia sẻ đó, lịch thi đấu chiều ngày hôm nay đó, bạn tua lại để xem. Các anh em hãy bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ, cổ vũ tinh thần chúng tôi tác nghiệp phục vụ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Các anh em xem YouTube thì hãy xoay ngang màn hình, bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc phải phía trên, chọn nâng cao, sau đó chọn độ phân giải Full HD 1080 bản không che, xem cho rõ và nét các anh em nhé. Các anh em nếu không chọn Full HD thì nó là độ phân giải mặc định, rất mờ các bạn ạ, rất mờ nhé. Còn chọn Full HD thì xem rất rõ, rất nét. Bản full không che 1080. Sáng nay thì chúng tôi có bình luận về trọng tài đang điều hành trận đấu này. Và theo như chia sẻ của Tuyết Mai thì trọng tài này trước đây thi đấu cho đoàn quân đội ở hạng cân 48kg, cũng từng là một võ sĩ, sở hữu một khuôn mặt rất bầu bĩnh, có nét hào hào giống như hoa hậu Thu Huyền năm 2008 hay là 2010 gì đó. Hoa hậu Thu Huyền, trọng tài này có nét hào hào khá là giống. Điều hành tại giải đấu này thì có rất là nhiều các trọng tài nữ xinh đẹp các bạn ạ. Các trọng tài từng là những vận động viên trước đây
cho nên sở hữu body rất là đẹp, những body săn chắc và đầy quyến rũ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì thi đấu thể thao, đặc biệt là thể thao đỉnh cao, nơi quy tụ những vận động viên ăn tập rất bài bản trong rất nhiều năm, có những vận động viên ăn tập chuyên nghiệp từ bé, cho nên là cơ thể rất săn chắc. Vâng, bạn Tuyết Mai giải thích đi nhá. Hãy giải thích cho khán giả được biết. Xanh thắng các bạn ạ. Hiệp 1 xanh thắng các bạn nhá. Mọi người đang muốn hỏi bạn Tuyết Mai hãy giải thích tận cùng của võ là văn. Vâng đây. Tận cùng của võ là văn có nghĩa là gì? Theo tôi thì văn ở đây là người. Văn ở đây là làm người các bạn ạ. Ý nghĩa sâu xa thì văn trong câu tận cùng của võ là văn, thì theo tôi văn ở đây là học làm người. Sau cùng của võ thì là nó hướng đến cái tính nhân, cái tính nhân trong mỗi chúng ta, theo tôi là vậy. Trong bài đã không nhận đồng. Các bạn theo dõi thì có nghe rõ tiếng của trọng tài MC không ạ? Ở các giải đấu thì thường là sẽ có các trọng tài MC để thuyết minh về các đòn đánh, các miếng đánh, cũng như thông báo các vận động viên sẽ thi đấu. Thì cho chúng tôi hỏi là các bạn có nghe rõ tiếng của trọng tài MC không ạ? Hình như hôm qua có bạn chia sẻ là hơi khó nghe, bởi vì các trọng tài thì cũng có cả người Bắc, người Nam, người miền Trung, trên mọi miền Tổ quốc. Đánh bay cả giáp đầu các bạn, bay cả giáp mặt. Theo quan sát của chúng tôi thì có lẽ trọng tài điều khiển trận đấu này chắc cũng chưa lấy chồng đâu các bạn. Nhìn còn trẻ lắm. Nhìn săn chắc nhờ các anh em nhỉ. Nhìn săn chắc thật. Rất xinh đẹp, trọng tài rất xinh đẹp các bạn. Có một cái khuôn mặt thánh thiện hào hào như Hoa hậu Thu Huyền năm 2010 hay là 2008 gì đó.
Khán giả đang muốn Tuyết Mai giải thích cái câu tận cùng của võ là văn có nghĩa là gì. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai rồi các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem các trọng tài sẽ quyết định điểm số, sẽ biểu quyết ra sao về hiệp đấu thứ hai vừa qua. Năm trăm anh em Nam Định cũng gửi lời chào tới bạn Nhạn Xuyên Văn nhé. Năm trăm anh em Nam Định cũng gửi lời chào tới bạn Nhạn Xuyên Vân nhé. Sài Gòn gửi lời chào đến thành phố Nam Định có vị anh hùng quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Vâng, nhà thi đấu Trần Quốc Toản nằm rất gần với tượng đài Trần Hưng Đạo. Mời bác sĩ vị anh hùng quốc công tiết chế. Bác sĩ Trần Sinh Hậu chuẩn bị để góp tài danh thượng đài. Rất đông các khán giả đã đến cổ vũ các bạn. Kín hết khán đài A và cả khán đài B. Thực sự để được thi đấu dưới một bầu không khí cổ vũ hết sức sôi động, sôi nổi, cuồng nhiệt thì rất là tuyệt vời cho các vận động viên các bạn. Bởi vì trước đây tôi cũng là một vận động viên thể thao, từng thi đấu rất nhiều các giải. Và mỗi khi được thi đấu dưới cái bầu không khí cuồng nhiệt thì thật sự là cảm xúc thi đấu nó cũng rất là khác. Còn trên đây thì rất nhiều các bạn khán giả đang theo dõi thì không lạ gì với những cái bầu không khí như thế. Bởi vì rất nhiều các khán giả đang xem là những võ sĩ chuyên nghiệp, từng thi đấu rất nhiều năm, nay đã chuyển công tác hoặc là đã giải nghệ. Xin giới thiệu với các bạn, đây là trận thi đấu giữa Lương Ngọc Sơn, Quảng Ngãi gặp Trần Minh Hậu, Bình Định ở hạng cân 65kg đối kháng nam. Trận đấu với sự góp mặt của vận động viên tới từ một trong những địa phương rất nổi tiếng ở môn võ, đó là quê hương Bình Định. Bình Định với những môn võ được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia, một niềm vinh dự và tự hào đối với quê hương Bình Định. Xưa nay nhắc đến võ, người ta hay nhắc đến đất Bình Định, đất võ. Chúng tôi xin phép chia sẻ một số thông tin về môn võ.
về danh xưng võ cổ truyền Việt Nam theo võ sư Võ Kiểu, nguyên tổng thư ký Liên đoàn Quyền thuật miền Trung, thì võ ta đã gắn bó với dân tộc ta từ hàng ngàn năm qua. Nó mang một vẻ đẹp không môn phái nào trên thế giới có được. Nó không chỉ là một môn võ phòng thân chống lại bao giặc thù hàng ngàn năm qua, mà còn là một lối sống, một nhân sinh. Đây chính là văn trong câu tận cùng của võ là văn đấy các bạn nhé. Văn ở đây là lối sống, là nhân sinh quan, là một tư tưởng vô cùng quan trọng trong hệ thống tư tưởng Việt Nam. Tại Việt Nam thì thời Pháp mới chiếm Đại Nam, các hệ phái võ thuật cổ truyền bị thực dân Pháp cấm lưu hành. Vì những người đứng đầu các phong trào khởi nghĩa chống Pháp đều là người giỏi võ Việt. Khoảng năm 1925 thì võ cổ truyền Việt Nam được khôi phục, song song với các môn võ ngoại quốc khác được đưa vào Việt Nam như là quyền Anh, tức là boxing, thiếu lâm, nhu đạo. Trong giai đoạn này thì nhiều võ sư huyền thoại đã để lại danh tiếng toàn quốc Việt Nam. Trước những năm 45 thì ai cũng nghe danh tứ đại võ sư, đó là Bái Mùa Cát Quế, đào tạo vô số thanh niên yêu nước sẵn sàng bảo vệ quê hương và phụ sự dân tộc, tạo truyền thống thượng võ lan rộng khắp năm châu. Sau năm 1945 thì cụ Quế có các cao đồ là sư tổ Nguyễn Văn Quý và trưởng tràng là võ sư Đặng Văn Hình, kế tiếp là võ sư kiêm giáo sư tiến sĩ Đặng Quang Lương, trưởng môn võ phái Việt Đạo Quán trên toàn lãnh thổ Việt Nam, và đến năm 1975 được bổ nhiệm làm trưởng môn Việt Đạo Quán thế giới. Ba võ sư còn lại trong bốn đại danh sư kể trên được mệnh danh là Tam Nhật, gồm Hàn Bái, Bá Cát, Bảy Mùa, vì có công lớn trong việc khôi phục truyền thống võ Việt Nam trong thời gian này. Và mãi đến khi Pháp rời khỏi Việt Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam đã tiếp tục duy trì sự phục hồi võ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng cục Quyền thuật Việt Nam, VABA. Và Tổng hội võ sư nghiên cứu và phổ biến võ học Việt Nam, gọi tắt là Tổng hội võ học Việt Nam. Ba võ sư có công lớn trong giai đoạn này là Trương Thanh Đăng, sư tổ của võ phái Bình Định, Sa Long Cương, Quách Văn Kế và Vũ Bá Oai, được mệnh danh là Tam Nguyệt, tiếp nối việc khôi phục và phát triển võ Việt Nam. Mời các bạn tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu này. Rất quyết liệt các bạn ơi. Quánh nhưng mà như muốn sập cả đài các bạn ạ. Các bạn đang theo dõi một trận đấu rất hay giữa Lương Ngọc Sơn Quảng Ngãi giáp đỏ gặp Trần Minh Hậu Bình Định giáp xanh hạng 65kg đối kháng nam. Những trận đấu đối kháng là những trận xanh chín các bạn ạ. Những trận thi đấu vì màu cờ sắc áo của đơn vị mình. Vì danh dự của các môn phái, các lò võ, chứ không chỉ là vinh dự của các vận động viên. Cho tôi hỏi
xem nào. 76 là Quảng Ngãi hay là Bình Định vậy à các bạn? 77 là Bình Định các bạn. Vậy 76 là Quảng Ngãi à? 76 Quảng Ngãi, 77 Bình Định, 78 Phú Yên, 72 là Vũng Tàu. Còn bao nhiêu nhỉ? 82 thì có phải là Lâm Đồng đúng không các bạn? 82 có phải là Lâm Đồng không các bạn nhỉ? Lâm Đồng hay là Đắk Lắk? Tôi nhớ không nhầm 82 là Lâm Đồng thì phải. Hoặc là Đắk Lắk. Còn 76 Quảng Ngãi, 77 thì là Bình Định rồi, 78 là Phú Yên rồi. Vâng, cảm ơn bạn Hoàng Khánh Lan Tôn. Cảm ơn chia sẻ của bạn và tất cả các anh em nhé. Ai chà, ui dồi, liên tiếp lên những cú chọc các bạn ạ. Trận đấu này đang nóng lên rất nhiều nhá. Liên tiếp là những đòn đá và những đòn tay. Trận đấu này hay đây các bạn ạ. Đúng là trận đấu với sự góp mặt của đất vật, đất võ Bình Định. Trận đấu với sự góp mặt của Trần Minh Hậu, tới từ xứ võ Bình Định, đang thi đấu với Lương Ngọc Sơn Quảng Ngãi. Trận này căng đây các bạn ạ. Bằng Lâm Đồng là 49. Vậy thì hãy cho chúng tôi biết 82. Vậy thì 82 có phải là Đắk Lắk không các bạn nhỉ? Bảy sáu thì như vậy là 76 là Quảng Ngãi rồi, bởi vì 77 là Bình Định. Còn chúng tôi đang muốn hỏi 82 có phải là Đắk Lắk hay là không. Ui dồi ôi, một cú đạp các bạn ạ. Một cú đạp trúng vòng vùng mặt của giáp xanh Bình Định, Trần Minh Hậu. Trận này nóng rồi nha, nóng rồi nha. Nóng mắt rồi đấy. Qua thì có dịp ngồi với một số anh em võ sư, võ sĩ, thì một số anh em chia sẻ là một số đôi lúc thì em phải làm một chén rượu vào thì lên đài nó mới hăng anh ạ. Và đôi khi em phải làm một chén rượu, một chén thôi hoặc hai chén thôi, chứ không phải là uống say các bạn nhé. Chỉ làm một chén nho nhỏ, chén mát trâu hoặc chén hoa hồng thôi, nhưng mà phải có chén rượu vào đánh nó mới sung. Lúc đấy kiểu như người nó mới nóng lên, máy móc nó mới nóng các bạn ạ. Lúc đấy lên đài nó mới hừng hực. Cũng giống như gà trọi ấy các bạn. Mỗi khi đi mang gà đi đấu là các anh em là hay phun rượu vào gà để cho gà nó hăng, nó máu lên, đoánh cho nó sung các bạn ạ. Vâng, và toàn trận đỏ thắng các bạn nhé. Chúc mừng Lương Ngọc Sơn. Chúc mừng Lương Ngọc Sơn. Trên màn hình là trận thi đấu giữa Đồng Nai. Đồng Nai là Lâm Thị Thúy Tuyên gặp Nguyễn Thị Thảo Tây Ninh, hạng 56kg nữ. Và đây là trọng tài Thủy nhá. Trọng tài mà có cái tiếng trống rất giòn, rất vang và rất hay đây, trọng tài Thủy. Mời vận viên Nguyễn Thị Thảo, vận viên Tây Ninh có tổng thể
và là trọng tài sở hữu cái body đồng hồ cát hết sức nóng bỏng các bạn ạ. Vâng. Trận đấu giữa Lâm Thị Thúy Tuyên, Đồng Nai giáp đỏ gặp Nguyễn Thị Thảo, Tây Ninh giáp xanh, Chiêm Rình các bạn. Bắt đầu. Xe đài nhá. Đây là màn xe đài các bạn ạ. Màn xe đài. Màn xe đài là không thể thiếu được ở môn võ cổ truyền cũng như môn vật cổ truyền. Ấy à, ấy à, ấy à. Oánh căng ngay từ đầu các bạn. Oánh căng ngay từ đầu. Ái à, ái ái à. Hàng đây, hàng đây, hàng đây. Đấy. Úi giời. Các anh em có thể chia sẻ thông tin info về trọng tài Thủy đang thi đấu trận đấu này là trọng tài tới từ lò võ nào vậy? Từ sới võ nào vậy? Ôi dồi, liên tiếp là những pha đá nổ giáp các bạn ạ. Những cái khẩu lệnh điều hành trận đấu của trọng tài Thủy cũng y như cái tiếng trống vậy. Một đỏ thắng nhá. Cảm ơn thông tin chia sẻ của tất cả các bạn nhé. Lâm Đồng biển số là 49. Hết rồi, các bạn biết rồi, chào tạm. Mời các bạn theo dõi hiệp đấu thứ hai của trận đấu này. Trận thi đấu đối kháng nữ. Trọng tài công nhận là đánh giá cho đội tuyển nước đỏ. Trận thi đấu của Phạm Thị Thu Hà, xin lỗi các bạn, Lâm Thị Thúy Tuyên, Đồng Nai, giáp đỏ gặp Nguyễn Thị Thảo, Tây Ninh, giáp xanh ở hạng cân 56kg đối kháng nữ. Các môn võ để xem đối kháng thì rất là hay các bạn, bởi vì
nó không phải là thi đấu biểu diễn như là các nội dung quyền. Đối kháng là thi đấu đấm đá trực tiếp, đấm đá thật luôn. Anh em theo dõi thì hãy xoay ngang màn hình điện thoại và bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc phải phía trên màn hình, chọn nâng cao, sau đó chọn độ phân giải Full HD để xem cho rõ và nét các bạn nhé. Bản Full HD không che, xem rõ và nét hơn rất nhiều, rất chi tiết các bạn ạ. Bản Full HD không che, rõ đến từng sợi tóc của các vận động viên luôn. Còn nếu các bạn không xoay ngang màn hình và không chọn Full HD thì xem nó rất là mờ. Và cho anh em chúng tôi hỏi, các bạn xem YouTube thì không biết các bạn đã đăng nhập YouTube chưa? Đăng nhập YouTube chính là đăng nhập một cái email ấy các bạn, đăng nhập một cái Gmail. Khi các bạn đăng nhập một cái Gmail thì chính là đã đăng nhập YouTube rồi nhá. Những cái bạn mà đang bình luận này là những người đã đăng nhập YouTube rồi, tức là đã đăng nhập Gmail rồi. Còn những người mà chúng tôi đang hỏi này mà không trả lời được ấy, thì là những người chưa đăng nhập Gmail, chưa đăng nhập email, tức là chưa đăng nhập YouTube. Cho nên là chúng tôi hỏi nhưng các bạn cũng không trả lời được, không thao tác trả lời được, bởi vì là do các bạn chưa đăng nhập Gmail, chưa đăng nhập YouTube. Chúc mừng cô gái tới từ Đồng Nai. Trọng tài Thủy này hô rất to nhé, to và giòn y như cái tiếng trống mà mỗi khi trọng tài Thủy này đánh các bạn ạ. Tôi rất thích nghe cái tiếng trống của trọng tài Thủy này. Mời vận động viên Nguyễn Ngọc Cường, vận động viên Đồng Nai có cờ đỏ trên đài. Mời vận động viên Rơ Trăm Độ, vận động viên Đồng Nai có đài xanh trên đài. Rơ Trăm Độ, góc đài xanh. Thi đấu với Nguyễn Ngọc Trường, Đồng Nai, góc đài đỏ ở hạng cân 65kg, đối kháng nam. Đây là các võ sĩ đang khởi động để chuẩn bị thi đấu các bạn. Trọng tài có điểm, cái đài có đỏ một điểm, có phải xoay thêm một điểm. Và trận đấu chính thức bắt đầu. Trận thi đấu với sự góp mặt của hai võ sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Đồng Nai, giáp đỏ, thi đấu với Rơ Trăm Độ, quân đội, giáp xanh, hạng 65kg. Đây là trận thi đấu thứ 7 trong buổi chiều ngày hôm nay và là trận thi đấu thứ 39 của giải đấu.
Chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra 12 trận rất quyết liệt các bạn ơi. Chiều ngày hôm nay sẽ thi đấu 12 trận. Đây là trận thứ 7. Còn 5 trận đấu nữa các bạn nhé. Và lịch thi đấu chúng tôi cũng đã chia sẻ ở phần đầu livestream. Các bạn có thể tua về đầu tiên, khoảng thời gian đầu tiên của livestream để xem lịch thi đấu. Ui dồi ôi. Một cú đá rất căng, rất nặng vào giáp của vận động viên xanh, của võ sĩ giáp xanh. Không công nhận các bạn. Hiểm thật các bạn ạ. Trận này hai võ sĩ thi đấu với những đòn đá rất nguy hiểm các bạn ơi. Đòn đá rất hiểm hóc. Những cú đá vòng, những pha quạt chân các bạn, những pha quạt chân. Chúng tôi có thể gọi là những pha quạt chân. Những pha quạt chân như thế để vẽ những cái hình tròn trên khán đài, trên thảm đấu, trên đài các bạn. Những pha quạt chân vẽ những cái hình tròn trên đài. Trận đấu này thì hai võ sĩ sử dụng rất nhiều những đòn chân. Đặc biệt là võ sĩ giáp đỏ Đồng Nai cũng dễ hiểu, bởi vì võ sĩ giáp đỏ với lợi thế chiều cao cho nên rất hay sử dụng các đòn quạt chân. Những cú đá vòng thực sự để những cái quả smart, những cú đá vòng đấy mà trúng đích thì thật sự là như trời giáng các bạn. Những đòn chân là những đòn rất nặng và gây ra sát thương rất cao. Sáng ngày hôm nay và cho đến phút này thì chưa có trận đấu nào mà trọng tài phải đếm, phải dừng đếm. Có lẽ giáp đỏ đã gặp chấn thương. Có lẽ là một cú đá trượt trúng vào vùng bộ hạ của giáp đỏ. Giáp đỏ đang tỏ ra rất đau các bạn. Hy vọng là giáp đỏ sẽ không gặp vấn đề gì. Có vẻ như giáp đỏ đang rất đau các bạn. Huấn luyện viên và các nhân viên y tế đang phải tháo hết găng rồi là băng. Hy vọng giáp đỏ sẽ không gặp vấn đề gì.
Giáp đỏ vẫn đang rất đau các bạn. Theo quan sát của chúng tôi, có thể Giáp đỏ sẽ không thể tiếp tục thi đấu được với cái nét nhăn ở trên mặt này. Với sự nhăn nhó này thì có khả năng là Giáp đỏ sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Giáp đỏ là Nguyễn Ngọc Trường Đồng Nai đang gặp Rơ Trầm Độ Quân Đội trận thi đấu thứ 7. Hy vọng là Trường của Đồng Nai cũng không gặp vấn đề gì. Các trọng tài đang hội ý về trường hợp vừa rồi. Các trọng tài vẫn đang trao đổi để quyết định về trường hợp vừa rồi các bạn ạ. Như vậy là vừa rồi thì hai vận động viên ra đòn hợp lệ, nhưng mà vận động viên Trường của Đồng Nai đã gặp chấn thương, cho nên vận động viên Giáp Xanh Rơ Trầm Độ Quân Đội đã giành chiến thắng. Rất tiếc cho võ sĩ Nguyễn Ngọc Trường Đồng Nai, và chúng tôi hy vọng Nguyễn Ngọc Trường Đồng Nai sẽ không gặp vấn đề gì. Mời vận động viên Bùi Thị Yến Nhi đến vị trí bước
cái hình ảnh mà trọng tài theo tôi quan sát thì hình như là thơm vào cái đôi găng. Nếu mà là một hành động thơm vào đôi găng thì rất là đẹp các bạn. Hay là kiểm tra hay là gì đó, kiểm tra ở đó. Nhưng mà nếu là một hành động ví dụ như là tây nó hay thơm xã giao chào nhau ấy các bạn thì rất là đẹp nhá. Nam Trung có thể chia sẻ là cái hành động, cái hình ảnh mà trọng tài như là thơm vào cái đôi găng đấy là để kiểm tra hay là để gì vậy? Thực ra không phải là thơm đâu, mà từ cái này là công tác kiểm tra thôi. Trọng tài sẽ lo sợ võ sĩ sẽ có thể là dùng những cái tiểu xảo như là thoa dầu, hóa chất các thứ. Hóa chất thì đó là cho khi mà mồ hôi ra thì tay mắt hay là ảnh hưởng với đối phương. Đúng rồi. Thì cái này đó là công tác kiểm tra thôi. Vâng. Ngửi xem có thuốc mê không? Một số anh em có chia sẻ. Ngoài ra thì trọng tài cũng phải vỗ nhẹ vào hạ bộ để xem là võ sĩ có mặc đồ bảo hộ hay không. Bởi vì thực tế vậy thôi, chứ còn nhiều giải đấu mình vẫn thấy là anh em mải lên thế là còn quên không mặc. Quên cả cookie. Bảo hộ gọi là gì? Cookie. Bảo hộ bộ hạ gọi là cookie các anh em nhé. Đấy, như cái trận trước đấy mà không có cái cookie đấy thì có mà chắc là lên cổ mất rồi. Vâng. Cảm ơn Võ Thuật Hoàng Kim có chia sẻ là hành động ngửi găng ấy để kiểm tra xem có bôi dầu làm cay mắt hay không. Rất chuẩn. Rất đúng, bởi vì những cú đấm là sẽ chọc thẳng vào mắt. Sẽ đấm thẳng vào vùng mặt. Cho nên là nếu mà tiểu xảo có bôi dầu hay là bôi cao hay là thậm chí là những cái hóa chất gây tác hại cho đối thủ đối phương thì cái hành động này của trọng tài ngửi găng là để kiểm tra các bạn. Để kiểm tra xem găng có bôi cái gì không? Có bôi thuốc, bôi cao, bôi dầu hay là hóa chất hay không? Đấy nhá. Chứng tỏ là các anh em chỉ xem không mà không hề thể hiện gì nhá. Đến lúc mà tôi hỏi thì các anh em mới nói nhá. Đấy. Đến lúc tôi hỏi thì các anh em mới nói nhá. Vậy thì có lẽ là tôi xin phép là phải quan sát và hỏi liên tục về các tình huống, các trường hợp để cho các anh em bình luận và các anh em chia sẻ. Đúng không ạ? Thì để cho buổi live stream nó sinh động hơn, nó hấp dẫn hơn, nó sôi nổi hơn. Vâng, đấy các bạn ạ. Các anh em chia sẻ rất là chính xác này. Như bạn Võ Thuật Hoàng Kim này. Đấy. Ngửi xem có mùi dầu gió không? Nếu có thì nếu đấm dính vào mắt thì sẽ bị cay. Rất chuẩn các bạn. Một giải thích rất hợp lý. Vâng, Phong Nguyễn thì có chia sẻ ngửi xem có thuốc mê không? Nếu mà có thuốc mê thì trọng tài sẽ lăn đùng ra luôn nhỉ. Khỏi phải điều hành trận đấu luôn. Làm một giấc luôn. Bị phần hạ bộ mà nằm liệt luôn. Ghê quá. Vâng, rất ghê các bạn ạ. Vâng. Trọng tài có thể thấy là đỏ một điểm. Đó là xanh một điểm. Võ sĩ Trường vẫn đang cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế các bạn. Võ sĩ Trường hiện tại thì đã ngồi dậy được rồi. Đã ngồi dậy được rồi nhưng mà có vẻ còn rất đau. Có vẻ vẫn còn rất đau. Cho nên mới ngồi dậy được thôi. Và chúng tôi luôn hy vọng võ sĩ sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Trận này cũng rất hăng này các bạn này. Trận này đã đấm đá liên tiếp ở những giây đầu tiên. Ra đòn liên tiếp ngay từ những giây đầu tiên. Quyết liệt nhá. Trận này rất quyết liệt các bạn ơi. Chủ động đi Quý ơi.
Vâng, đây chính là vị trọng tài, cũng là một trong những trọng tài chúng tôi rất hay nhắc đến tại giải đấu này. Vị trọng tài có khẩu lệnh điều hành rất dứt khoát, đúng với tinh thần của võ. Nhanh gọn lẹ, dứt khoát. Ui giời, đòn quật này liệu có 3 điểm không các bạn? Đòn đánh ngã này. Ui giời, kinh thật các bạn. Vâng, đây là trận thi đấu. Trận thi đấu giữa Lương Minh Cảnh Thanh Hóa giáp đỏ gặp Trần Vĩnh Huy Tây Ninh giáp xanh, hạng 85 kg. Cú ở hạng này hạng nặng các bạn, đấm những đòn rất căng rất nặng các bạn, bởi vì đây là hạng 85 kg. Các võ sĩ nhìn rất cường tráng, rất đô các bạn, nhìn thể hình của các võ sĩ khác hẳn. Hạng 85 kg, những cú đấm, những đòn đá rất căng và nặng các bạn, nghe khác hẳn so với hạng 60 cân trở xuống. Ủa đấy, các bạn nghe thấy không? Như nổ giáp luôn. Nghe cứ bốp bốp bốp. Ái chà, ái chà, kinh thật các bạn ạ. Trận này ra đòn quyết liệt thật đấy. Ủa đấy, nổ giáp, các bạn nghe thấy tiếng nổ giáp không? Đấy, trận này nặng kinh thật các bạn ạ. Úi dồi, trận này có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất cho đến thời điểm này. Ngày thi đấu thứ hai các bạn. Úi dồi, đòn phang trụ các bạn. Quả phang trụ kinh thật. Vâng, và hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc. Một hiệp thi đấu mãn nhãn, một trận thư hùng đỉnh cao. Các bạn đang theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Thể thao Giải trí. Thì một đỏ thắng các bạn nhé. Ý chí lên. Hiệp thứ hai. Đấy là giả lập, giả lập lên. Ôi, trận này căng thật anh em ạ. Trận hạng nặng 85 kg, các đòn miếng căng thật. Đây là hiệp đấu thứ hai, trận đấu của Lương Minh Cảnh giáp đỏ Thanh Hóa gặp Trần Vĩnh Huy Tây Ninh giáp xanh, hạng 85 kg. Một trong những trận đấu đáng xem nhất cho tới thời điểm này của giải đấu.
Trận này đòn miếng nặng thật các bạn ạ. Rồi cú đá vòng trúng vào vùng mặt của võ sĩ Tây Ninh giáp xanh. Trận thi đấu giữa Thanh Hóa và Tây Ninh, các bạn đang theo dõi trực tiếp trên kênh YouTube Thể thao Giải trí của chúng tôi. Vẫn đang rất là quyết liệt các bạn. Ui dồi, quả đá nổ giáp các bạn ơi. Trận này quyết liệt thật. Ui giời, liên tiếp là hai cú chọc, bốn cú chọc liên tiếp các bạn ơi. Bốn cú chọc trúng vào vùng mặt của giáp xanh Tây Ninh. Tím tái rồi các bạn ạ. Tím tái rồi. Ui giời. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem trọng tài sẽ công bố điểm ra sao về trận đấu này. Một trận đấu, một trong những trận đấu hấp dẫn nhất cho tới thời điểm này tại giải đấu. Ơi, không biết, không định nhờ cái gì, không biết định nói gì, đang like. Và như vậy chung cuộc đỏ thắng các bạn nhé. Chung cuộc võ sĩ tới từ Thanh Hóa đã giành chiến thắng. Lương Minh Cảnh thắng cuộc. Nguyễn Thị Mai nghe quen gớm nhỉ. À, khổ máy này cứ nhắc đến Tuyết Mai. Máy này cứ nhắc đến Tuyết Mai. Cho nên là tự dưng nghe Mai này quen quen. Tôi rất thích cái hình ảnh mà mỗi khi võ sĩ bước lên đài khoác cái choàng này, khoác cái áo choàng này các bạn. Nhìn nó rất cổ truyền, nó rất dân tộc và nó thể hiện môn phái rất chuyên nghiệp và đơn giản, nó rất đẹp các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé.
trong ta có điểm xe đáy, có đèn đỏ 1 điểm, có đèn xanh 1 điểm. Dừng trận đấu các trận đấu tiếp tục. Trận này cũng tiếp tục phát huy đấy đó đấy, cũng phát huy theo như trận trước, cũng rất cống hiến, rất quyết liệt, kịch tính và hấp dẫn các bạn ạ. Nhưng đây là trận đối kháng nữ, còn vừa rồi là trận đối kháng nam hạng 85 kg. Ở vận động lúc theo hạng 85 kg của nam, vận động viên Nguyễn Quy Lê đơn vị An Giang tóc vàng đỏ, và vận động viên Nguyễn Minh Hiếu. Trên màn hình các bạn là Đoàn Đăng Nguyên, Bình Định. Đối thủ của Đăng Nguyên là Nguyễn Thị Mai, Nghệ An. Trên mình các bạn là Nguyễn Thị Mai, Giáp Xanh, Nghệ An, đang được các săn sóc viên chăm sóc và được chỉ bảo bởi huấn luyện viên. Hiệp một đỏ thắng các bạn. Cảm ơn Tuyết Mai Fighter Club. Úi giời, cú chọc chính xác các bạn. Đây là hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Đoàn Đăng Nguyên, Bình Định, Giáp Đỏ đấu với Nguyễn Thị Mai, Nghệ An, Giáp Xanh. Trận thi đấu đối kháng nữ hạng cân 56 kg. Vâng, cảm ơn thông tin của Tuyết Mai. Đăng Nguyên hiện đang là đương kim Á quân hạng 56 kg nữ, đương kim Á quân.
Chào mừng các bạn. Trung ba. Đường Kim Á Quân. Đoàn Đăng Nguyên, Bình Định, Giáp Đỏ. Theo như chia sẻ vừa rồi của Tuyết Mai. Chúng ta hãy cùng chờ xem trọng tài sẽ quyết định ra sao về trận đấu vừa qua, hiệp đấu vừa qua. Theo như những gì chúng tôi quan sát thì có lẽ Giáp Đỏ Đoàn Đăng Nguyên, Bình Định sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Các tâm linh lý công bố bảng hiệp 2. Hiệp 2 Đỏ tiếp tục giành chiến thắng. Và chung cuộc, Đoàn Đăng Nguyên, Bình Định đã giành chiến thắng. Huấn luyện viên khoác lên mình Đoàn Đăng Nguyên kẻ áo truyền thống của Sới Võ Bình Định. Chúc mừng Đoàn Đăng Nguyên, quê hương của những môn võ cổ truyền được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và trận đấu với sự góp mặt của võ sĩ tới từ An Giang đấy các bạn nhé. Trận đấu tiếp theo, trận thứ 11 trong buổi chiều ngày hôm nay, Nguyễn Phi Lên, An Giang gặp Nguyễn Minh Hiếu, Công an Nhân dân, hạng 85kg. Nội dung đối kháng nam. Trận đấu giữa An Giang và Công an Nhân dân, Nguyễn Phi Lên, Giáp Đỏ và Nguyễn Minh Hiếu, Giáp Xanh. Chiêm mình các bạn là Nguyễn Minh Hiếu, Công an Nhân dân, Giáp Xanh. Trận này dự là cũng hay đây. Nhìn rất đô và rất bầm, rất vâm nha các bạn. Rất bầm con luôn. Trận đấu giữa An Giang và Công an Nhân dân các bạn. Nguyễn Phi Lên trên mình các bạn, Giáp Đỏ gặp Nguyễn Minh Hiếu, Công an Nhân dân, Giáp Xanh. Trận thi đấu hạng 85kg. Ra đòn ngay lập tức các bạn ơi. Ra đòn ngay lập tức. Chỏ rồi gối, rồi đòn chân. Úi giời, phàng trụ các bạn ạ. Phàng trụ cứ bôm bốp bốp. Thực sự là những cái cú đá mà trúng vào đùi non, trúng vào bắp đùi này rất là đau ạ. Úi giời, một cú rờ ve chính xác các bạn ơi. Choáng váng rồi. Một cú rờ ve chính xác khiến cho võ sĩ Phi Lên, Nguyễn Phi Lên của An Giang choáng váng và trọng tài đã phải đếm đối với Nguyễn Phi Lên. Hy vọng là Nguyễn Phi Lên sẽ hồi sức và có thể thi đấu bình thường trở lại sau một cú rờ ve rất chính xác của Minh Hiếu vừa rồi. Trận này cũng rất hay đấy các bạn ơi. Thi đấu hăng máu ngay từ những giây phút đầu tiên. Và từ sáng đến giờ
lần đầu tiên trọng tài mới phải có tình huống đếm. Trọng tài mới phải đếm đối với một võ sĩ. Đây là trận đầu tiên ngày hôm nay mà trọng tài phải đếm. Dừng trận đấu để đếm. Úi dồi ôi. Choáng rồi các bạn ạ. Choáng rồi các bạn ơi. Flynn liên tiếp dính những đòn đá rất nặng. Trước đó là một cú rờ ve của Minh Hiếu. Và vừa rồi là một đòn đá trúng giáp rất nặng vào vùng bụng. Trọng tài đã phải đếm lần 2 đối với Nguyễn Phi Lên. Có lẽ như Nguyễn Phi Lên vẫn chưa hồi lại hoàn toàn cho nên đã liên tiếp dính những đòn đá rất nặng của Nguyễn Minh Hiếu, Công an Nhân dân. Trận đấu này những đòn đánh rất nặng các bạn ơi. Lại là một đòn rờ ve của Nguyễn Minh Hiếu. Trận này cũng là một trận rất đáng xem các bạn ơi. Những hình ảnh đang được tường thuật trực tiếp phát đi trên kênh YouTube Thể thao Giải trí tại giải vô địch quốc gia võ cổ truyền năm 2023. Những hình ảnh trực tiếp từ nhà thi đấu Trần Quốc Toản, thành phố Nam Định. Ui dồi. Và lần này thì có lẽ Nguyễn Phi Lên đã không thể tiếp tục thi đấu được nữa rồi. Một đòn đá vòng rất nặng của Nguyễn Minh Hiếu. Và lần thứ 3 trọng tài đã phải đếm đối với Nguyễn Phi Lên, An Giang. Vâng. Có lẽ là từ cái cú rờ ve đầu tiên, Nguyễn Phi Lên chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng Nguyễn Phi Lên đã rất cố gắng để tiếp tục thi đấu. Và dính một đòn đá vòng rất nặng vào vùng giáp. Trọng tài phải đếm lần 2. Và lần này là lần thứ 3. Cũng với một đòn đá rất nặng của Nguyễn Minh Hiếu, Công an Nhân dân đối với Nguyễn Phi Lên. Và có lẽ lần này thì không thể tiếp tục thi đấu được rồi. Có lẽ đây là trận thi đấu đầu tiên mà trọng tài phải kết thúc trận đấu bởi một chiến thắng knockout. Một trong những trận đấu mà tới 3 lần trọng tài phải đếm đối với vận động viên, đối với võ sĩ. Rất choáng váng các bạn. Một chiến thắng rất ấn tượng của Nguyễn Minh Hiếu bằng những đòn rờ ve, bằng những cú đá sấm sét, những cú đá như búa tạ của Nguyễn Minh Hiếu đã hạ đo ván Nguyễn Phi Lê Na Giang. Chúng tôi cũng hy vọng Nguyễn Phi Lên sẽ hồi lại trong ít phút. Hiện tại thì Nguyễn Phi Lên còn đang hơi choáng với những đòn đá sấm sét của Nguyễn Minh Hiếu, Công an Nhân dân. Những cú rờ ve, những đòn đá như búa bổ. Trận thi đấu đầu tiên có màn đo ván. Và cũng là trận đấu đầu tiên tại giải đấu này mà trọng tài phải đếm đến lần thứ 3. Đây là trận thi đấu đối kháng nữ. Trận thi đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay, Nguyễn Thị Hiền Đắk Lắk và Huỳnh Đào Thị Thanh Tuyền Đà Nẵng. Một cái tên rất dài với 5 từ. Huỳnh Đào Thị Thanh Tuyền ở hạng cân 56kg đối kháng nữ. Trận thi đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Trọng tài các điểm sẽ đạt một điểm, có là sai một điểm.
và trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Hạng cân 56kg. Trận thi đấu giữa Đắk Lắk và Đà Nẵng. Úi giời. Vâng, cảm ơn chia sẻ của bạn Vũ Ngọc Yên, Vũ Ngọc Yến. Trọng tài trang phục thì quá đẹp rồi các bạn. Rất chuyên nghiệp, rất bài bản. Và cũng là một bộ trang phục rất đẹp. Quải. Một tí chào khán giả đi. Mà chúng ta lại hóng. Úi dồi. Đây là trận đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày thi đấu thứ hai mà kênh thể thao giải trí tường thuật trực tiếp phục vụ các bạn. Và chỉ sau trận đấu này thì quan họ về và hát bài dạ bạn. Người ơi, người ở đừng về. Ai ạ, ui dồi. Cú chỏ các bạn ạ. Có lẽ võ sĩ giáp đỏ đã dính cú chỏ và đang rất choáng váng các bạn ơi. Rất choáng váng. Trọng tài đang phải đếm với võ sĩ Đắk Lắk. Hy vọng võ sĩ Đắk Lắk Nguyễn Thị Hiền sẽ không gặp vấn đề, không gặp vấn đề gì. Và Nguyễn Thị Hiền đã có thể tiếp tục thi đấu. Hiệp đấu thứ nhất đã kết thúc. Nguyễn Thị Hiền vẫn còn choáng các bạn ạ. Rất may cho Nguyễn Thị Hiền. Thời gian nghỉ này là một thời gian quý báu, một khoảng thời gian quý báu cho Nguyễn Thị Hiền Đắk Lắk. Một xanh thắng các bạn ạ. Trong hiệp 1 thì các trọng tài đã quyết định xanh thắng. Bởi vì trong hiệp 1 thì giáp xanh đã có những pha cù chỏ rất chính xác vào vùng mặt của Hiền Đắk Lắk, khiến cho Hiền Đắk Lắk choáng váng. Và trọng tài đã phải đếm đối với võ sĩ Hiền của Đắk Lắk. Thank you.
Úi giời. Các bạn đang theo dõi trận thi đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay, chiều 23 tháng 10 năm 2023. Ngày hôm qua, tất cả các trận đấu và ngày hôm nay cũng vậy. Kênh thể thao giải trí đã tường thuật trực tiếp phục vụ các bạn. Các bạn có thể xem lại ở mục sự kiện phát trực tiếp trên kênh YouTube thể thao giải trí của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm. Vào tuần trước thì kênh thể thao giải trí đã tường thuật trực tiếp tất cả các trận thi đấu vật tại giải vô địch quốc gia, vật cổ điển, vật tự do năm 2023. Giải đấu cấp cao nhất trong năm, quy tụ đầy đủ các gương mặt anh tài trong làng vật Việt Nam. Giải đấu diễn ra tại nhà thi đấu Tam Đảo. Hiệp 2, Sành tiếp tục thắng. Và như vậy, võ sĩ Giáp Sành đã giành chiến thắng chung cuộc. Chúc mừng Thanh Tuyền. Sáng ngày mai sẽ thi đấu lúc 8 giờ, trước đó lúc 7 giờ ban tổ chức sẽ tiến hành các vận động viên thi đấu. Và như vậy trận thi đấu cuối cùng, ngày thi đấu thứ hai đã chính thức khép lại. Xin mời các trọng tài về vị trí họp sẽ hôn. Một lần nữa kênh thể thao giải trí cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, động viên, cổ vũ tinh thần trong hai ngày vừa qua. Các bạn yêu mến thể thao nói chung, yêu mến các môn võ, vật, cầu lông, bóng chuyền thì hãy ấn đăng ký kênh thể thao giải trí của chúng tôi và hãy chọn nút chuông tất cả để nhận được thông báo khi có các buổi tường thuật trực tiếp diễn ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong suốt những ngày vừa qua. Bây giờ chúng tôi xin phép kết thúc buổi live stream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rồi bây giờ nhờ 5 phút để Trung hướng dẫn cho cái chèn ảnh phát. Anh về thật đấy à? Về thật rồi, quan họ về rồi, chào rồi. Đấy, view ổn lên dần đấy, hôm nay được 250-300 rồi. 250-300 view á? À? À, trực tiếp ấy, xem trực tiếp một lúc ấy. 1.000 còn buồn nữa là 200 rồi, người rồi ôi. Trời ơi, 1.000 view còn thấy chán nữa là có 200 view rồi. Yeah.